Chuyện hai người yêu cũ gặp nhau, tình yêu của họ giàu không thành, hẳn là buồn nhưng đây là buồn rất đẹp. Buồn là rõ rồi, còn đẹp thì đây là cái đẹp của chuyện duyên đôi lứa, cũng là duyên bạn bày. Chữ dung của Nguyễn Du trong truyện Kiều, không phải tình yêu nào cũng đều có kết thúc như vậy. Tác giả Dương Ngọc Việt trong Gặp Em. Yêu một cô gái cùng quê, quê hương Hành Đức Nghĩa Hành Quảng Ngãi, đã giữ trọn mối tình buồn đẹp của chàng trai Dương Ngọc Việt với cô gái Tạ Thị Minh Tâm. Tiếc thay, có duyên yêu nhau mà không được phận gắn bó với nhau, nên chàng và nàng phải xa nhau. Có muôn vàn lý do để nói lên sự xa nhau đó. Chàng trai vào Bình Thuận làm ăn sinh sống, và người yêu của chàng cũng phải vượt dặm dài nên mãi tận rừng núi Tây Nguyên mà lập nghiệp. Không hề mà gọi em từ Ban Mê xuống, anh từ Bình Thuận ra, gặp quê nhà Quảng Ngãi, hai mái đầu xưng pha, thế mới đời đấy chứ. Anh không dám chối từ, ngoài vườn